Liên quan đến vụ khủng bố do nhóm đối tượng trang bị vũ khí tấn công trụ sở Ban Nhân dân xã Ea Cơ Tu và Ea Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk ngày 11 tháng 6, làm 4 cán bộ công an xã hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng, 2 cán bộ công an xã bị trọng thương, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt giữ các đối tượng liên quan để điều tra xử lý trước pháp luật, đồng thời triển khai các công tác ổn định tình hình tại địa phương. Sau khi vụ án xảy ra, nhiều kênh thông tin báo chí nước ngoài, các trang mạng hải ngoại, trang mạng cá nhân của các đối tượng chống đối nhà nước đã tung ra thông tin sai sự thật với những hình ảnh được dàn dựng, cắt ghép. Một số bài viết cố tình đánh cháo bản chất, hướng vụ việc sang nguyên do khác nhằm kích động tâm lý kỳ thị dân tộc, gây chia rẽ giữa đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, gây bất ổn từ bên trong, đồng thời tạo cớ để kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Điển hình trong số đó là đối tượng Nguyễn Văn Đài, là một trong những đối tượng hoạt động sôi nổi chống phá Đảng và nhà nước ta, trong khi người dân cả nước còn chưa hết xót xa cho những mất mát của gia đình các cán bộ chiến sĩ công an, cán bộ xã và những người dân vô tội, thì Nguyễn Văn Đài lại có những luận điệu xuyên tạc bỉ ổi, trắng trợn đến mức không thể chấp nhận được. Vậy những luận điệu phân tích bỉ ổi, thủ đoạn chống phá nhà nước ta của đối tượng này là gì? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem phần tổng hợp dưới đây của chúng tôi. Nguyễn Văn Đài sinh năm 1969 tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Nguyễn Văn Đài học trường Trung học Kỹ thuật Điện ở Sóc Sơn, Hà Nội. Năm 1989, đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Năm 1990, trở về Việt Nam và sau đó theo học tại Đại học Luật Hà Nội. Đối tượng này đã có nhiều năm hoạt động trong ngành luật tại Việt Nam. Năm 2006, Nguyễn Văn Đài tham gia cùng tổ chức khủng bố Việt Tân thực hiện kế hoạch câu móc các hệ phái Tin Lành ở Việt Nam cùng sự hỗ trợ ngấm ngầm của nước ngoài, đồng thời trở thành một khâu trung gian giữa các thế lực chống đối nước ngoài và các đối tượng chống đối ở trong nước. Đặc biệt với cái vỏ tín đồ đạo Tin Lành, Nguyễn Văn Đài đã thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với một số nhân viên sứ quán nước ngoài tại Hà Nội và được mời sang Mỹ tham dự chương trình khách thăm quốc tế với chủ đề những nhà hoạt động dân chủ cơ sở thời gian ở Mỹ hơn một tháng, từ mùng 10 tháng 1 đến 23 tháng 2 năm 2006. Cũng trong thời gian này, Nguyễn Văn Đài đã viết nhiều tài liệu chống phá Việt Nam như Quyền tự do thành lập đảng, Dân trí và Dân chủ, Xã hội dân sự ở Việt Nam, đồng thời xây dựng mối quan hệ khăng khít với nhiều tổ chức chính trị đối lập ở trong và ngoài nước như Đảng Việt Tân, Họp mặt Dân chủ, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Ủy ban cứu trợ Thuyền nhân Việt Nam, Đảng Dân chủ Việt Nam, Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam. Nguyễn Văn Đài bị bắt sau đó bị kết án 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi ra tù, đối tượng tiếp tục khởi xướng thành lập Hội Anh em Dân chủ để nối tiếp các phương thức hoạt động chống phá nhà nước trước đó. Và từ tháng 7 năm 2017, Nguyễn Văn Đài cùng các thành viên cốt cán của Hội Anh em Dân chủ và một số người tham gia tổ chức thực hiện các hành vi, lập văn phòng đại diện, địa chỉ website để hoạt động, xây dựng cương lĩnh vắn tắt, có cơ cấu tổ chức, chiến lược đối ngoại, đối nội, hoạt động phát triển lực lượng, đào tạo hội viên, liên kết với các tổ chức bất hợp pháp trong nước để tìm sự hậu thuẫn, nhận tài trợ về tài chính từ nước ngoài với gần 72.000 đô la Mỹ và hơn 9.000 euro để hoạt động tuyên truyền chống nhà nước, chống chính quyền nhằm thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam để xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân. Ngày 5 tháng 4 năm 2018, Nguyễn Văn Đài cùng các đồng bọn đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định tại Điều 79, khoản 1, Bộ Luật Hình sự năm 1999. Trong đó, Nguyễn Văn Đài lĩnh án cao nhất là 15 năm tù và bị quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt. Với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta, ngày 7 tháng 6 năm 2018, Nguyễn Văn Đài đã được đi tị nạn, sống lưu vong tại Đức. Từ ngày được tị nạn, lưu vong ở nước ngoài, Nguyễn Văn Đài không chịu cải tà quy chính mà tiếp tục liên hệ với các tổ chức phản động trong và ngoài nước, thực hiện các hành vi câu móc, hỗ trợ tài chính cho các hoạt động tuyển lựa, đào tạo, phát triển lực lượng chống đối trong nước và tiếp tục phát tán các tài liệu xuyên tạc, chống phá nhà nước ta. Đồng thời bôi nhọ lãnh tụ và chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Mới đây, đối tượng này còn tiếp tục lợi dụng vụ án xảy ra ở hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu của huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, lấy danh nghĩa là luật sư phân tích vụ án để xuyên tạc, đánh tráo khái niệm một cách trắng trợn,
về tính chất của vụ việc. Đối tượng Nguyễn Văn Đài đã lợi dụng một số vụ khiếu kiện liên quan đến đồng bào thiểu số để xuyên tạc, cho rằng hành vi man dợ, khủng bố, phá hoại tài sản và giết người của nhóm đối tượng này là hành động chính đáng. Không chỉ vậy, đối tượng Nguyễn Văn Đài còn thường xuyên đăng tải các bài viết với nội dung sai sự thật lên trang Facebook cá nhân và livestream với nội dung Việt Cộng giấu đầu hở đuôi trong vụ đổi gạo lấy vũ khí ở Tây Nguyên, khởi tố 75 người Tây Nguyên tội khủng bố, điều 113, đúng hay sai? Người thượng ở Tây Nguyên làm gì để chiến thắng độc tài, có được công lý và bình đẳng? Những phân tích lập luận của đối tượng này đã khiến không ít người trong tầng lớp nhân dân phẫn nộ, bức xúc và không thể chấp nhận được sự xuyên tạc, đánh tráo khái niệm một cách trắng trợn như vậy. Qua điều tra xác minh, âm mưu lâu dài của các thế lực thù địch này đối với địa bàn Tây Nguyên được xác định là tuyên truyền, lôi kéo, ly khai, tự trị và thành lập một nhà nước độc lập. Về tính chất của vụ án, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã khẳng định đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các đối tượng rất man dợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Lực lượng công an đã có tài liệu, chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra còn do sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài, thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam để gian dựng, chỉ đạo tấn công khủng bố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, Bộ Công an Việt Nam mong muốn các nước, bạn bè quốc tế tích cực phối hợp, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong điều tra xử lý vụ án nói riêng, trong đấu tranh, phòng chống khủng bố nói chung. Ngày 20 tháng 6 năm 2023, tại hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hợp Quốc tổ chức tại New York của Mỹ, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa đã có bài phát biểu quan trọng, nêu rõ 4 nguy cơ khủng bố từ bên ngoài gây hại cho an ninh quốc gia Việt Nam. Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết lên án và chống hành động khủng bố dưới mọi hình thức và ủng hộ các biện pháp chống khủng bố của các nước, các tổ chức quốc tế phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc. Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt nêu rõ, vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ia Cơ Tu và Ia Tiêu ở huyện Chư Quynh của tỉnh Đắk Lắk ngày 11 tháng 6 là vụ khủng bố. Cơ quan công an đã bắt giữ nhiều nghi phạm, trong đó có đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ. Nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và gian dựng vụ tấn công. Đây là hoạt động khủng bố có tổ chức, được trang bị các loại vũ khí, hành vi manh động, liều lĩnh, man dợ và mất nhân tính. Việt Nam mạnh mẽ lên án các cá nhân, tổ chức đã dung túng, hậu thuẫn, chỉ đạo cũng như số đối tượng đã trực tiếp gây ra vụ việc này. Đồng thời, Việt Nam kêu gọi các quốc gia, tổ chức quốc tế có liên quan hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong điều tra vụ việc cũng như đấu tranh đối với các hoạt động tương tự. Như vậy, bản chất của vụ tấn công trụ sở chính quyền ở xã Ia Cơ Tu và Ia Tiêu của huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk ngày 11 tháng 6 được xác định rõ là vụ khủng bố có tổ chức, có yếu tố chỉ đạo từ bên ngoài. Khủng bố là hành vi cả thế giới lên án và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực chung tay phối hợp hành động nhằm phòng chống hành vi đặc biệt nguy hiểm này. Sự thực cho thấy hoàn toàn không có cái gọi là người thượng phẫn uất, bị cướp hết đất đai, bị phân biệt đối xử, đẩy đến đường cùng như luận điệu mà đối tượng Nguyễn Văn Đài và các thế lực xấu rêu rao đả kích trên báo chí và mạng xã hội trong thời gian qua. Và đây hoàn toàn là những luận điệu sai sự thật và không thể chấp nhận được. Thưa quý vị, sự việc xảy ra ở Đắk Lắk thời gian gần đây cũng phản ánh phần nào bản chất chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng nước ta là không có điểm dừng. Chính vì vậy, những luận điệu thiếu cơ sở của Nguyễn Văn Đài cũng như những kẻ được gọi là cộng sự hay những đối tượng thù địch là không thể chấp nhận được. Có thể khẳng định rằng bản chất và phương thức, thủ đoạn hoạt động của Nguyễn Văn Đài và các thế lực thù địch rất nguy hiểm, tinh vi, lợi dụng lòng tin của nhiều người trong nước để kích động, chống phá có hệ thống. Bộ Công an kêu gọi mỗi người dân tuyệt đối không tin theo các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc vô căn cứ của các đối tượng, không ủng hộ dưới mọi hình thức, mọi hành vi hậu thuẫn, ủng hộ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tới đây, thời lượng dành cho phần tổng hợp của chúng tôi cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.